Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback, một dòng xe nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Cũng như là trong khoảng thời gian vừa rồi thì khá nhiều bác gọi điện hỏi về dòng xe này. Đó là chiếc Kia Morning nhập khẩu số sàn đời 2009 bản LX. Thì đối với bản nhập khẩu nó có bản LX và SLX. Thì bản SLX là bản đủ nhất và cũng có về bản nhiều bóng khí, ít bóng khí. Nhưng tuy nhiên thì đây là một chiếc xe bản nhập, bản LX. Thì bản LX nó khác điều gì so với bản SLX là nó, chiếc xe này nó vẫn là điều hòa cơ, chưa lên điều hòa tự động. Và có khác một chút về hệ thống la răng. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe này. Một chiếc xe chính chủ tư nhân và không qua dịch vụ taxi một ngày nào cả. Gầm bể máy móc rất là tốt, đi chắc chắn, cũng như là đã được test và kiểm tra kỹ càng. Để khi mà quý vị và các bạn khi mua chiếc xe này thì về chúng ta hoàn toàn lăn bánh luôn, không phải động chạm gì thêm cả. Và đó là form dáng mắt hạt xoài, la răng đúc. Thì đối với bản xe LX này thì la răng vẫn là la răng đúc, nhưng tuy nhiên nó thiết kế khác. Nó được thiết kế nhiều lan và khá là dày như thế này. Còn nếu mà bản SLX thì nó sẽ là la răng hoa thị. Đó. Đây, lốp rất là mới luôn. Cả bốn lốp đều khá là mới. Xe đầy đủ về hệ thống xi nhan trên gương. Đăng kiểm dài đến năm 2021. Rồi. Bốn quả la răng đúc. Bản Morning LX này. Đó. 37 Nghệ An. Chiếc xe này về gầm bệ máy móc thì đã được kiểm tra và dọn dẹp khá là kỹ. Đó. Màu xanh dương. Chúng ta thấy đây, nội thất vẫn là nội thất da pha nỉ. Nội thất của chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể biết là đó là một chiếc xe nhập khẩu. Đây. Đó, khóa cửa này. Rất là sáng luôn. Đầy đủ về hệ thống xi nhan gương. Đây, đăng kiểm rất là dài đến tháng 1 năm 2021. Và hệ thống toàn bộ kính thì vẫn là kính theo xe, chưa hề thay một kính nào cả. Đó, pha đèn rất là sáng. Đây, toàn bộ pha đèn này. Hệ thống mặt ca lăng và lưới tản nhiệt. Và chúng ta sẽ cùng đi vào nội thất. Thì đây là toàn bộ nội thất này. Đó, vô lăng trẻ. Gương kính chỉnh điện. Gương kính đều là chỉnh điện cả. Toàn bộ đều là chỉnh điện. Hiện tại thì thời tiết đang là mưa. Mấy vài ngày nay vẫn đang mưa. Và hiện tượng nó sẽ mưa thêm vài ngày nữa. Thì quay video nó sẽ hơi tối một chút. Nhưng tuy nhiên thì quý vị các bạn có thể thấy đây, toàn bộ chiếc xe đã được độ vào màn hình DVD. Trần nỉ nguyên bản, bọc ni lông. Đó, nội thất ghế và vô lăng củ số. Một chiếc xe số sàn. Đây, toàn bộ mặt đồng hồ này. Đây, đồng hồ đây. Đó, nó là phanh EPS. Cũng như là Oreo đang là 11 vạn. Với một chiếc xe đời 2009 thì như tôi đã nói thì chiếc xe này nó vẫn là điều hòa cơ. Điều hòa cơ. Chưa về, đối với bản LX nó là điều hòa cơ, bản SLX nó mới lên điều hòa tự động. Rồi, toàn bộ điều hòa cơ này. Toàn bộ mặt vô lăng hỗ trợ một bóng khí trên vô lăng. Đây, trang bị bóng khí này và logo Kia, vô lăng trẻ. Thì đối với một chiếc xe nhập khẩu thì bao giờ chúng ta chạy nó sẽ chắc chắn hơn về độ bền, cũng như là thân vỏ nó sẽ dày hơn so với một chiếc xe bản trong nước. Đây, toàn bộ tam ly nỉ nguyên cũng như là toàn bộ khóa cửa này. Đó, toàn bộ khóa cửa đây. Quý vị và các bạn có thể thấy toàn bộ khóa cửa.
2009. Và số sàn nhập khẩu. Toàn bộ phần đuôi cũng như là khoang cốp đầy đủ về lốp dự phòng cũng như là kích tiếp. Đó. Đây, toàn bộ răng cũng như là khóa cốp và hệ thống đèn cũng như là tất cả các kính đều nguyên bản, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước đối với chiếc xe này. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy. Và đây là toàn bộ khoang máy. Đó. 4 máy, máy 1.2 cũng như là toàn bộ về hệ thống răng. Đây toàn bộ phần răng này. Toàn bộ phần răng, da máy rất là sáng. Toàn bộ hệ thống răng đây. Răng giật, tai đèn. Đó. Cũng như là keo chỉ, nắp capo. Thì về độ tiêu hao nhiên liệu của một chiếc xe Kia Morning nhỏ gọn này thì nó chỉ rơi vào khoảng 5 lít 100 cây. Đó, rất tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với quý vị các bạn về chạy gia đình hoặc là chạy trong đường thành phố hay là chạy thêm về dịch vụ taxi đều ổn, khá là tốt đối với chiếc xe này. Đó. Thì đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Morning đời 2009 nhập khẩu bản LX số sàn với giá khoảng 178 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại tôi để phía dưới màn hình. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.